Xin chào, tôi là Kasandre, vận động viên Taekwondo của đoàn thể thao Campuchia. Đây là lần thứ hai tôi tham dự một kỳ SEA Games. Hai năm trước tại Malaysia, tôi có được tấm huy chương đồng ở nội dung 57 cân nữ. Lần này, tôi sẽ thi đấu vào ngày mai ở hạng 62kg. Rất hy vọng sẽ có được huy chương vàng để cống hiến cho đất nước Campuchia. Tôi là con lai, mẹ của tôi là người Campuchia, còn bố tôi là người Mỹ. Tôi sinh ra ở bang Texas, Mỹ. Bố của tôi là một vận động viên Taekwondo. Vì thế, tôi rất quen với môn thể thao này từ khi còn rất nhỏ.